Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa phối hợp với Công an phường Mỹ Long tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng kinh doanh đồ chơi bé tỉ trên đường Huỳnh Thị Hương, thành phố Long Xuyên và phát hiện có nhiều loại pháo. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và lập biên bản thu giữ nhiều loại pháo trên tầng 2 của cửa hàng, bao gồm 33 viên pháo bướm, 9 viên pháo đốt và 455 cây pháo hoa loại 40 viên và 60 viên. Trước đó khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, Công an phường Mỹ Long nhận được tin báo có học sinh đốt pháo nổ trong một trường học trên địa bàn phường. Lực lượng công an đến kiểm tra và thu giữ khoảng 30 viên pháo nổ. Qua làm việc với số học sinh này, các em khai nhận số pháo nổ trên được mua tại cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em bé tỉ. Lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số pháo trên để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.